Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay là còn khoảng gần một tháng nữa là đến Tết âm lịch, đến Tết 2023, Tết Quý Mão 2023. Mình hôm nay trời nắng đẹp, mình sẽ cắt bỏ thu cành và đánh cái cây hoa giấy mini này, bonsai mini của mình lên chậu nhá. Đấy. Mời mọi người theo dõi video nhá. Vì mình vừa làm vừa quay video thế cho nên là nó không được đẹp lắm, nên mọi người xem thông cảm nhá. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cắt vợi hết bỏ cành đi. Xong đấy mình sẽ tiến hành đánh. Đánh gốc và cho lên chậu. Chứ không để ở ngoài nữa. Để ở ngoài này nó lên lung tung lắm. Mọi người xem video nhớ ủng hộ kênh của mình, bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Đấy đây này, đây là hoa, hoa tím mọi người ạ. Tím đấy. Tím rất là đẹp. Đấy chưa? Cả nhà ơi, đấy, sau khi cắt thô qua nha các bạn nha. Đấy. Cắt thô qua này. Cây bây giờ nó được như thế này.
Đấy, mình quay cho các bạn xem. Đấy này nhá. Đấy, cây sau khi cắt thô ấy nhá. Đấy, cho các bạn xem này, đấy. Đường nét này, gốc này. Đấy. Gốc này nhá. Gốc bông tay. Rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành vặt bỏ lá các bạn ạ. Vặt trụi bỏ lá đi. Tất cả các cái cây mà để mà đánh lên chậu là đều phải vặt sạch lá các bạn nhé. Thì thường thì ví dụ như là kể cả nó nguyên bản nó thuần chậu rồi, nhưng mà khi ví dụ như mà khi ta cắt cành thì cũng nên vặt luôn bỏ lá để cho nó tức nó ra, nó bật lộc rất là đều đẹp. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta để lá thì nó sẽ không lộc, nó sẽ không đều, không đẹp. Đấy. Thế phải vặt, phải tiến hành vặt trụi đi. Cắt thô bỏ hết rồi xong bắt đầu mình tiến hành vặt lá. Sau khi vặt lá xong rồi mình mới nhìn thấy cái dáng thế của nó, bắt đầu mình sẽ tiến hành cắt chỉnh nhá. Đấy, bắt đầu mới là cắt thu cành chỉnh cho nó chuẩn. Bây giờ mình cứ cắt hết lá đã xong rồi, xong xuôi rồi đấy, mình sẽ đánh bầu. Đánh gốc này lên. Đánh lên xong rồi bắt đầu mới lại làm đất, xong rồi lấy chậu mới trồng. Cái cây này thì cây hoa giấy thì khi ta đánh lên để mà chúng ta trồng vào trên chậu ấy thì cũng không cần phải cho vào chậu ngay cũng được. Cứ để phơi 1-2 hôm không sao cả. Đấy, cho nó khô. Thế còn khi chúng ta nếu mà trồng ngay chúng ta không được tưới nước. Trồng ngay là đừng có tưới nước. Tưới nước là nó cũng dễ, nó thối dễ. Tốt nhất chúng ta đừng có tưới nước làm gì. Đấy, lúc cái lá nó sum xuê, nhìn nó kín thì nhìn nó khủng khiếp ấy, nhưng mà bây giờ cắt trụi rồi thì nó chả còn cái gì, còn vài cành đơn sơ thôi. Nhưng không sao các bạn. Đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành là xem là cành nào để, cành nào bỏ. Đấy, thì bắt đầu chúng ta thì nó mới ra tác phẩm đẹp được. Chứ không là còn lâu mới có tác phẩm đẹp. Đấy, tương đối sạch. Thấy chưa? Nhìn rất là lều nghều. Không sao. Mình để ngoài đất thì nó cũng có cái hay là nó phát triển nó nhanh, thế nhưng mà nó lại dở là nó cái cành mình không muốn nó phóng thì nó lại phóng to. Nên cái cành mà mình muốn nó phóng thì nó lại bỏ cành, nó không phóng. Thế cho nên là một cái dở. Thế là thôi, tốt nhất là cho lên chậu. Với cái form này, form này các bạn nhìn thấy yêu chưa? Đấy, form này rất là yêu. Để cho lên chậu là một năm nữa là nó sẽ xòe đẹp. Đấy. Mọi người ơi, đấy là sau hơn 1 tiếng đồng hồ mình cắt thô bỏ cái phần cành nhá, xong là mình vặt sạch lá nhá, thì cái cây bây giờ nó như thế này đây. Đáng để chơi chưa các bạn? Đấy.
Cái này tí nữa mình cho vào cái chậu tròn của chậu 60 thôi. Không không cho chậu to. Đấy, giờ lên chậu nuôi vài năm nó thuần chậu là đẹp phê luôn. Thấy chưa? Cổ ngọn tay cành rõ ràng hết rồi. Đây. Đó. Tí nữa lên chậu bắt đầu mình mới cắt đẹp lại, cắt lần cuối xong nhìn phê như con tê tê. Chào mọi người nhá. Bây giờ mình tiến hành mình đánh bật cái gốc này nhá. Mệt lắm. Các bạn ơi, mình đánh mệt quá. Mình lười, mình chỉ xỉa xung quanh xong mình bẩy các bạn ạ. Mình biết cái rễ này nó mềm, bẩy là nó gãy. Nhưng mà thôi, kệ. Nhiều rễ lắm. Đây cho các bạn xem rễ này. Đấy, rễ của nó đấy. Mệt quá. Đấy. Rồi bẩy sắp lên rồi.
Đấy. Đây này. Cho các bạn xem này. Ấy. Úi. Không có ai quay nên có mình làm. Nên hơi vướng. Đấy. Lên rồi đấy. Lên tí nữa rũ hết đất đi. Rũ hết đất đi sao trồng cho nó dễ. Dễ này, dễ đẹp chưa? Đấy. Các bạn đang nhìn này, dễ đẹp không? Quá phê pha luôn. Thấy không? Wow, đẹp quá. Thấy nhá. Ui ôi, những cái đinh, những cái gai. À, bạn xem này. Phê không? Đấy, bệ bộ rễ gốc nhá. Đấy. Thôi, mang về thôi. Các bạn ơi, sau một nửa ngày từ sáng, bây giờ là đến chiều muộn rồi, 4-5 giờ rồi. Mình phơi cái rễ này nhá. Đấy, từ sáng mình phơi cái đầu rễ nó khô hết này. Đầu rễ nó khô hết. Đấy, mình phơi khô hết rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng nhá. Đấy các bạn này. Đấy, cái đầu rễ nó khô này. Này phơi nắng nhá. Không sao cả đâu. Đấy. Đây, tiến hành làm đất để trồng cây. Bây giờ là mình tiến hành làm đất và cho lên chậu nha các bạn nhé. Đấy, đây là cái chậu của để mình trồng cây có giấy mình. Thứ nhất là bây giờ đầu tiên là cái lỗ thoát này. Cái lỗ thoát này của chậu của mình có hơi bé. Chậu này nó phải bề mặt đấy là 80, bề mặt là 80, cái lỗ hơi bé.
Nhưng mà bởi vì mình cũng ít tưới được nước cho nó, không chăm được, cộng với cả là cái chậu này làm đã thế rồi anh em, tôi không thay đổi được. Lúc nãy định đột thêm nhưng mà khó. Thế xong là tiếp đến là để một cái cục xỉ than nha các bạn nhé. Đây này, cục xỉ than này, xỉ than này cho nó thoát, xỉ than này nó thấm nước, thế nó thoát, nước thoát rất là tốt. Xong rồi mình sẽ tiến hành mình đổ một lớp xỉ than ở bên dưới nhé. Cái xỉ than này của mình là gà nó bới, để gà nó bới nó vụn hết ra. Đấy, mình cho một lớp xỉ than bên dưới đáy chậu. Đáy chậu cho nó thoát nước. Xong mình sẽ tiến hành đổ đất lên trên. Xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi làm đất nhé. Trồng các bạn nhé.
Đấy, cây hoa giấy bắt đầu đặt vào chậu ổn định cho các bạn nhá. Giờ lại sẽ cho đất lên. Cái đất này của mình nó là đất mùn nhá. Đất mùn, đất hun. Đấy, nhìn bộ rễ này. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn.